Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe tập 11 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Mình cũng đã thông báo rất nhiều cả trong Facebook và trên YouTube, nhưng mừng nhân tiện đây mình cũng xin thông báo lại vì một số bạn vẫn chưa biết và vẫn hỏi. Do bộ Tinh Thần Hậu Tinh Thần Biến mình vừa phải vừa đọc vừa sửa lại, thế nên rất chậm. Một ngày kênh mình 3 tập thì sẽ không đủ, thế nên mình sẽ ra song song hai tập truyện, một là bộ Hậu Tinh Thần Biến và bộ Sư Gia Bá Đạo. Cả hai bộ truyện mình sẽ đọc song song. Cứ khi nào soạn được bộ Hậu Tinh Thần Biến thì mình sẽ đọc và đăng lên để cho các bạn nghe. Bây giờ mời các bạn nghe tiếp tập 11 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Mời quý vị lắng nghe. Đây là một tinh cầu rất lớn, nơi nơi đều là núi hoang. Trong núi có rất nhiều yêu thú. Tuy nhiên đó cũng chỉ là các yêu thú bình thường, hoặc có thể nói là dã thú. Bốn người Hồng Quân bay rất lâu, nhưng cũng chỉ thấy một thiên tiên yêu thú. Kim Đan Kỳ tuyệt không thấy đâu. Họ bay rất lâu nhưng một thành trì cũng không có. Có thể thấy được nơi này hoang vu đến như thế nào. Liên tục bay trong 3 ngày, cuối cùng thì cũng có một tòa thành trì xuất hiện trước mắt họ. Tòa thành trì này không ít người sinh sống. Mọi người vẫn đang đi lại trên đường, nên nhanh chóng bốn người đáp xuống đi bộ. Đến ngã tư đường, bốn người Hồng Quân bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Quân ca, nơi này thật kỳ quái, ánh mắt của những người ở đây thật kỳ lạ. Phượng Hy bị những người trong thành nhìn chằm chằm có chút mất hứng nói. Những người đi qua đường nhìn bọn họ với ánh mắt rất lạ, có vẻ rất nhanh chóng nhìn ra họ không phải là cư dân của tinh cầu này. Đúng rồi, Tiểu Hy nói không sai, ta cũng có cảm giác kỳ lạ. Nguyên lai là ánh mắt của bọn họ, để ta đi thử xem sao. Tôn Ngộ Không ha ha cười, xoay người một cái, giữ chặt một người trên đường. Những người đi đường cũng có ánh mắt tương tự kỳ quái nhìn họ. Này, tiểu tử, sao lại nhìn ta như thế vậy? Người nọ con mắt đột nhiên thay đổi, màu đen của đồng tử nhanh chóng biến thành màu vàng. Trong miệng vươn ra hai chiếc răng nanh hướng cổ Tôn Ngộ Không cắn tới. Oái, quái vật, cứu với, a, quái vật, quái vật. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, nháy mắt đã thuấn di băng ra phía xa. Người nọ cắn không được Ngộ Không, liền hướng cổ bàn cắn tới. Bị Ngộ Không hét lên là quái vật, trên đường ai nấy con mắt đều thay đổi. Vốn là đồng tử màu đen, nhanh chóng biến thành các loại màu sắc khác nhau. Màu vàng là nhiều nhất, còn lại là các màu nam. Trong miệng họ nhanh chóng mọc ra răng nanh thật dài, hướng bốn người đánh tới. Người ở nơi này ai nấy đều là quái vật. Cổ bàn quát to một tiếng, vài đạo tiên lực bánh bay những người xung quanh đang xông tới. Ngay lập tức Hồng Quân và Ngộ Không đều tựa vào nhau để lui những người đang xông tới. Ta cũng không biết, chưa từng thấy qua loại người này bao giờ, không biết đây là cái địa phương quỷ quái gì nữa không biết. Hồng Quân nhíu mày, nhanh chóng đánh bay những người đang xông tới. Hồng Quân đã có cảm giác rằng răng nanh của họ thực lực công kích là không cao, thế nhưng thân thể phòng ngự lại cực tốt. Lũ quái vật này không mặc chiến y gì, thế nhưng có thể ngăn cản đòn công kích bốn người bọn Hồng Quân. Thoát ra trước rồi hắn nói. Hồng Quân hô to một tiếng, đồng thời trong nháy mắt bốn người đột nhiên biến mất ngay trước mắt lũ quái vật. Bốn người liên tục thuấn di, trong chớp mắt đã ra ngoài thành mấy ngàn dặm. Nơi này là một nơi đồi núi hoang vu, Hồng Quân mới dám dừng lại. Trên tay Hồng Quân có một người đang cố gắng giãy giụa, nhưng con mắt của hắn đã biến thành màu đen và răng nanh cũng đã biến mất. Người là ai? Hồng Quân nhíu đầu mày, thả người kia trên mặt đất và hỏi. Khi bắt được người này, Hồng Quân quyết định bắt hắn là để tra hỏi, nhưng trước hết là phải giam hắn lại. Nghĩ vậy, trên người nọ bỗng xuất hiện một đạo tiên lực hình tròn bao vây lấy gã quái vật. Hồng Quân thấy người này không có nguyên anh, trong người chỉ có một khối huyết châu nho nhỏ, nên căn bản là không có biện pháp giam cầm hắn. Ta không phải người. Người nọ được thả xuống mặt đất, ngay sau khi nói xong câu đó, lập tức mắt đổi màu, răng nanh dài ra nhằm hướng Phượng Hy lao tới. Bang! Phượng Hy tung một cước khiến hắn văng đi thật xa, nhưng ngay lập tức gã quái vật bật dậy hướng phía bên ngoài cấp tốc bay đi. Nhưng thật xui xẻo là người có tốc độ nhanh nhất còn nhanh hơn hắn chặn trước mặt và vung côn lên đập xuống. Gã quái vật bị Ngộ Không đã dùng 3 thành lực đạo đập nhanh chóng bay ngược xuống đất. Một bổng 3 thành lực đạo này của Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn 6 cấp kim tiên, nhị cấp yêu vương toàn lực công kích.
Hoàng Nhãn, người mắt vàng, rơi bịch xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Tiểu Phượng, huynh nhớ là muội có siêu hồn thuật, muội thử xem có chuyện gì xảy ra. Hồng Quân lạnh lùng nói, nơi này đích thực gây ra cho hắn một cảm giác kỳ quái. Quân ca, huynh để cho muội siêu hồn thuật thế này sao? Phượng Huy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cái loại răng nanh dài này ta không muốn động vào đâu. Đây là mệnh lệnh. Hồng Quân trực tiếp ra lệnh cho Phượng Huy. Phượng Huy vốn là linh thú của Hồng Quân, mà phong ấn của linh thú quyền chưa được hủy nên bắt buộc phải nghe lời của Hồng Quân. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân lệnh cho Phượng Huy. Nếu không phải tin tức trong đầu của gã quái vật kia cực kỳ quan trọng thì Hồng Quân cũng không muốn Phượng Huy làm chuyện này. Đây chính là mấu chốt, có thể bọn họ biết đây là địa phương nào. Vâng. Phượng Huy không tình nguyện từ từ đi tới trước mặt của Hoàng Nhãn Nhân. Răng nanh của người kia biến mất, mắt cũng trở lại bình thường. Ánh mắt ánh lên như muốn van xin cầu khẩn. Siêu hồn. Phượng Huy ta đặt lên đầu của Hoàng Nhãn Nhân, trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Phượng Huy sau khi biết được thông tin từ gã kia, trên vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Thế nào, có tìm được cái gì hữu dụng không? Hồng Quân lập tức hỏi. Quân ca, chỗ này thực sự không phải là tiên ma yêu giới. Tin tức trong đầu người nọ cũng không nhiều, nhưng những tin tức trọng yếu thì có thể sử dụng được. Tình huống trước mắt đã hiện lên rõ ràng. Không phải là tiên ma yêu giới sao? Thế chỗ này là chỗ nào? Nơi này là tu la giới, căn bản cùng tiên ma yêu giới là hai địa phương hoàn toàn khác biệt. Tu la giới ư? Hồng Quân cau mày cúi đầu không nói. Hắn tại thần giới cũng biết được ở tiên ma yêu giới có rất nhiều không gian. Trong tình huống này có lẽ đây là một không gian khác trong tiên ma yêu giới. Chúng ta bị khe nứt kia hút vào, có lẽ đã bị đẩy đến không gian này rồi. Đây cũng là một không gian, thế nhưng quan trọng nhất là chúng ta không biết gì về địa phương này cả. Hồng Quân nhẹ ngẩng đầu nói. Hiểu rõ đây là một địa phương mà chỉ toàn là cương thi, thức ăn của bọn chúng là máu tươi. Chỉ cần có máu tươi điều khiển là chúng cái gì cũng dám làm. Nhưng ở địa phương này cũng chỉ là các tiểu nhân vật mà thôi, cao nhất cũng chỉ là bát cấp thiên yêu. Hồng Quân và Ngộ Không đều là yêu thú nên lên tiếng giống nhau, chỉ án theo yêu thú mà phân ra cấp bậc. Bát cấp thiên yêu tương đương với bát cửu cấp thiên tiên. Cương thi. Hồng Quân lại lâm vào trầm tư. Ở thần giới hắn chưa từng được nghe tới chủng tộc này, cũng chưa từng được nghe thấy tên. Hồng Quân tại thần giới Mê Vụ Thành cũng có từng hỏi qua nhiều chuyện từ các thần vương người hầu bị Tần Vũ bắt, nhưng cũng chưa từng nghe qua địa phương đặc dị như địa phương này. Còn nữa, quân ca, khi cương thi cắn người khác thì người đó sẽ phát triển thành hậu tập, sau đó người này sẽ biến thành cương thi và sống tại địa phương này. Vậy là đồng hóa ư? Hồng Quân đột nhiên cả kinh. Tại thần giới, đồng hóa là một thuyết pháp. Trong truyền thuyết, Hồng Mông Linh Bảo có thể đồng hóa một chút vật chất khác. Mặc dù đó là vật chất giống như một loại luyện khí tài liệu, thì nhưng cũng có thể đồng hóa một số chất khác là tài liệu luyện khí trở thành giống mình. Từ trước tới giờ cũng chưa từng nghe qua con người lại cũng có khả năng như thế. Đồng hóa là cái gì vậy? Phượng Hy không rõ lại hỏi. Bây giờ chúng ta cũng không cần xen vào chuyện này nữa. Nơi này là địa phương mà toàn là cương thi hết phải không? Đúng vậy, phiến tinh vực này đều là cương thi, chỉ có 18 tinh hệ bên ngoài mới là tiên ma yêu giới. Phượng Hy gật đầu nói. Cương thi này thực lực thế nào vậy? Tôn Ngộ Không hỏi. Đây mới là vấn đề mà hắn quan tâm. Thực lực mà quá yếu, đánh nhau với hắn cũng chẳng khoái tí nào. Hoàng Nhãn thì không cần phải tính toán. Lam Nhãn có thể so sánh với 5-6 cấp yêu vương, còn Lục Nhãn có thể so với 9 cấp yêu vương. Ngôi vị cao hơn có thể nói đến Hồng Nhãn chính là cương thi vương. Nhưng tại tinh cầu này thì không có. Cương thi này cũng chưa từng thấy qua, nên ta cũng không biết thực lực của hắn thế nào. Được rồi, bây giờ chúng ta đều biết chúng ta là đồ ăn của chúng. Trong mắt chúng ta không phải là đồng loại, chúng ta chỉ là đồ ăn thôi. Chúng sẽ liên tục công kích chúng ta. Đồ ăn ư? Không biết ai là đồ ăn của ai. Ngộ Không trực tiếp vung bổng, gã Hoàng Nhãn Nhân nhanh chóng tan nát. Huyết châu trong đan điền cũng bị trực tiếp chấn tan. Sau đó hắn mới từ từ đi tới trước mặt Hồng Quân. Cương thi vương, toàn những tên cổ quái. Chúng ta nên rời khỏi nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Phượng, muội có cách nào quay lại tiên ma yêu giới không? Phượng Hy gật gật đầu. Vừa nãy siêu hồn được tên Hoàng Nhãn Nhân, nàng cũng phát hiện ra một lối đi có thể quay trở lại tiên ma yêu giới.
Chúng ta cứ thế đi thôi, trực tiếp tại nơi này sử dụng đại la di quay trở lại tiên ma yêu giới là được. Hồng Quân bốn người đột nhiên biến mất. Chỉ một lát sau, khi mấy người bỏ đi, trên không bỗng xuất hiện một lam nhãn cương thi và một lục nhãn cương thi. Bọn họ nhìn thấy qua thân thể của hoàng nhãn cương thi liền nhanh chóng bỏ đi, quay trở về thành trì. Dựa theo trí nhớ của cương thi đã chết, từ hư không thuấn chuyển qua tiên ma yêu giới phải mất khoảng 300 năm thời gian. Hồng Quân tiến hành luân chuyển thuấn di, những người còn lại thì nghỉ ngơi trong Hồng Quân hành phủ, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. 120 năm sau, đến lượt Ngộ Không sử dụng thuấn di, nhưng chỉ mấy năm sau, Ngộ Không đã phát hiện ra bốn nguyệt lượng tinh cầu. Ánh mắt Ngộ Không đảo qua một lát, Ngộ Không quyết định hướng tinh cầu kia bay tới. Đã hiểu rõ tập tính của cương thi, nên Ngộ Không nghênh ngang phi vào một tòa thành trì bên trong. Quan sát những người bên trong toàn thành, hắn chắc chắn ở đây cũng toàn là cương thi. Ngộ Không muốn tìm một lục nhãn cương thi để luyện côn, nên hắn có vẻ như rất khiêu khích. Cũng như lần trước, người đi trong đường trông thấy Ngộ Không thì đồng tử mắt cũng đã thay đổi, đa số là hoàng nhãn, còn lại là lam nhãn, không có lấy một cương thi lục nhãn nào. Ngộ Không không biết nếu là lục nhãn thì đều là chủ thành của các nơi như thế này, mà chủ thành thì ai hơi đâu chạy ra ngoài đường làm gì đây. Mà tinh cầu này chẳng có mấy người, chỉ có những tinh cầu lớn hơn may ra mới có, đặc biệt là hồng nhãn cương thi. Nếu tinh cầu mà không có bảy nguyệt lượng mặt trăng thì căn bản không thấy được bọn họ. Vô số con mắt biến đổi, răng nanh nhanh chóng dài ra hướng Ngộ Không xông tới. Những cương thi bình thường này không khác gì là động vật hoang dã, chỉ cần nơi nào có máu là lao tới. Có rất nhiều cương thi đã rất lâu không uống qua máu người, giờ bỗng nhiên thấy một số người sống sờ sờ nên nhanh chóng đứng dậy lao vào Ngộ Không. Bang bang. Đối phó với những loại này, đối với Ngộ Không mà nói, hắn không coi đây là con người mà là quái vật. Ngộ Không xuống tay, không hạ thủ lưu tình một chút nào. Kinh thiên 72 côn, 36 côn nhanh chóng được xuất ra. Đám cương thi trở thành đối tượng của Ngộ Không luyện côn. Hoàng nhãn cương thi chỉ cần trúng một bỏng của Ngộ Không thì thân thể tan tành, vỡ nát, huyết châu cũng chịu chung số phận. Không một ai có thể tiến đến gần Ngộ Không. Lam nhãn cương thi thì đỡ hơn một chút, nhưng côn ảnh của Tôn Ngộ Không quá dày nên bọn chúng cũng toàn bộ bị thương, căn bản không thể tới gần. Ngoại nhân kia dám đến nơi này dương ngoài sao? Trên bầu trời có một âm thanh quát lên. Ngộ Không con mắt sáng ngời, từ đầu tới giờ tên gia hỏa này chỉ muốn kiếm một lục nhãn cương thi để luyện côn, ai ngờ cầu được ước thấy ngay tại nơi này. He he, người ta đợi chính là ngươi. Ngộ Không cười lớn, nhanh chóng phi lên không. Một đạo bồng ảnh từ bầu trời bổ xuống. Cương thi chỉ dùng hai tay chống đỡ kim bồng của Ngộ Không, tuy nhiên lục nhãn cương thi chỉ bị phản lực bắn thẳng xuống phía dưới. Thân thể phòng ngự quả nhiên là cường đại. Ngộ Không trong lòng không khỏi kinh hô cảm thán, thân thể của lục nhãn cương thi phòng ngự quá cường đại. Một bồng của hắn đến kiểu cấp yêu vương cũng tiếp không được, ngay cả chiến y cũng bị đánh cho vỡ vụn, nhưng cương thi này chỉ cần bằng hai tay mà đã tiếp được một côn của hắn. Ngoại nhân kia, ngươi không phải là người của tiên ma yêu giới sao? Lục nhãn cương thi đã biến thành trạng thái chiến đấu, con mắt xanh biếc, răng nanh mọc dài ra, nhưng hắn cũng phát giác ra Ngộ Không không phải là người của ma giới. Ngươi muốn hỏi ta có phải là người của ma giới không chứ gì? Đánh rồi nói tiếp. Ngộ Không đập xuống một bổng, lục nhãn cương thi dùng hai tay đón đỡ, hai người nhanh chóng bước vào cuộc chiến. Uỳnh, dư chấn từ một côn của Tôn Ngộ Không bay thẳng xuống phía dưới. Những kiến trúc bên dưới vốn đã rung rinh như sắp đổ, giờ này không chịu nổi nên ầm ầm sụp đổ. Ngoại nhân kia có can đảm thì theo ta ra ngoài. Lục nhãn nhíu mày, hắn thấy người này sức mạnh tuyệt đối không thua kém mình. Nếu hai người ở trong thành trực tiếp chiến đấu thì số lượng thương vong trong thành sẽ là rất khủng khiếp. Ở đâu cũng thế thôi, xem bổng của ta. Ngộ Không kêu lên một tiếng, kinh thiên 72 côn liền xuất ra, côn ảnh đầy trời, toàn bộ đánh vào người của lục nhãn. Phía dưới hai người, kiến trúc đã bị phá một mảng lớn, có rất nhiều cương thi bị đánh bay trọng thương. Lục nhãn cương thi bị nện thẳng xuống mặt đất. Dưới sự bá đạo của 72 côn, lục nhãn mặc dù thân thể phòng ngự khủng bố, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó nuốt được Ngộ Không, toàn thân bỗng dâng lên một trận đau đớn. Có ngon thì theo ta đi. Lục nhãn cương thi hét lớn một tiếng, rất nhanh hướng ngoài thành bay đi. Nếu hai người tiếp tục chiến đấu trong thành thì đảm bảo cả tòa thành này sẽ bị phá hủy. Ngươi trốn đi đâu?
Ngộ Không ngay lập tức sử dụng thuấn di xuất hiện trước mặt Lục Nhãn Cương Thi. Hắn bây giờ đang rất hứng khởi, đời nào có thể bỏ qua một đối thủ như Lục Nhãn Cương Thi cho được. Lục Nhãn Cương Thi căn bản không cùng Ngộ Không trực tiếp đối kháng, hắn hét lên một tiếng hướng phía ngoài bay đi. Một vài bồng ảnh đánh vào Cương Thi thành trợ lực cho hắn bay nhanh hơn về phía ngoài thành. Nơi này là một hoang địa rất thích hợp với chiến đấu. Lục Nhãn Cương Thi không cần chạy trốn nữa, lập tức hống lên một tiếng như dã thú quay lại hướng Ngộ Không đánh tới. Tốc độ của Lục Nhãn Cương Thi vô cùng nhanh, vừa rồi Ngộ Không phải dùng đến thuấn di mới ngăn cản được hắn. Lục Nhãn Cương Thi đánh tới, Ngộ Không không kịp cản đỡ, nhanh chóng trúng hơn 10 quyền bay thẳng xuống đất. Tốc độ của Lục Nhãn Cương Thi quá nhanh, Ngộ Không căn bản không thể cản đỡ. Quyền kình xuyên qua chiến ni rất nhanh chóng, mấy ngàn quyền cước mạnh đánh tới người Ngộ Không. Cực phẩm chiến ni bị Lục Nhãn liên tục đánh vào đã có dấu hiệu rạn nứt. Tuy có chiến ni hộ thể, nhưng những quyền trưởng này cũng tạo cho Ngộ Không một cảm giác đau đớn. Ngộ Không nhanh chóng thay vào một thần khí chiến ni, từ đó mới thấy cảm giác đau đớn đỡ hơn trước. Trước mặt đối kháng với Lục Nhãn Cương Thi, Ngộ Không căn bản không có phản ứng đánh trả, chỉ còn cách thuấn chuyển qua một bên. Hai đạo kim quang từ trong mắt Ngộ Không phát ra, kim bổng trong tay nhanh chóng biến thành 36 cái, nháy mắt 36 côn ảnh nhập lại làm một. Kinh thiên 36 côn! Ngộ Không hét lớn một tiếng, kim bổng chẹt qua như một dải cầu vồng, mang theo kình lực mãnh liệt trực tiếp nhắm Lục Nhãn Cương Thi phóng tới. Uỳnh một tiếng, một côn cường đại đánh thẳng xuống mặt đất. Vì tốc độ của Lục Nhãn quá nhanh, Ngộ Không theo không được, nên kinh thiên 36 côn chỉ còn cách là đánh vào mặt đất. Ngộ Không đánh không trúng được Lục Nhãn, nhưng nhanh chóng mấy ngàn đạo quyền ảnh từ phía Cương Thi liên tục đánh tới Ngộ Không. Thân thể Ngộ Không bị đánh bay lên không trung, tuy đã có thần khí chiến y hộ thân, thế nhưng Ngộ Không cũng cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt trên thân thể. Ngộ Không bỗng hống lên một tiếng quái dị, rốt cuộc Ngộ Không cũng không chịu được, lần đầu tiên biến hình vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, một viên hầu thật lớn xuất hiện, kim bổng cũng nhanh chóng biến lớn. Một côn lướt tới, côn phong rít lên ghê rợn, cuốn Cương Thi bay ra xa. Thông linh thạch hầu biến thành trạng thái chiến đấu, lực công kích được đề thăng, hơn nữa khả năng phòng ngự cũng gia tăng lên không ít, khiến Lục Nhãn Cương Thi đánh vào Ngộ Không cũng chẳng thấy có cảm giác gì cả. Lục Nhãn Cương Thi tốc độ cực nhanh, Ngộ Không mỗi lần huy động bồng ảnh đánh mạnh về phía hắn, nhưng rất nhanh hắn đã tránh được, chỉ có mỗi bổng phong là có thể đánh bật hắn đi ra xa. Bản thể của hầu tử thật khó coi, Hồng Quân cười cười nói. Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy đang ngồi trong Hồng Quân hành phủ uống rượu. Hồng Quân tạo ra một huyễn cảnh mà thông qua đó có thể xem được trận chiến bên ngoài giữa Ngộ Không và Lục Nhãn Cương Thi. Ngộ Không vừa mới tới tinh cầu này nhưng đã muốn luyện kinh thiên côn pháp. Tuy Hồng Quân cũng biết ý định của Ngộ Không nhưng cũng không muốn ngăn trở hắn. Đúng vậy, là một tên hầu tử lông dài, chỉ có ta là bản thể là xinh đẹp nhất thôi. Phượng Hy nhẹ nhàng cười nói. Hồng Quân cùng Cổ Bàn chỉ còn cách là tắt tiếng luôn. Nhìn Phượng Hoàng và một con khỉ, ai đẹp ai xấu thì đã thấy ngay, ai hơi đâu mà phản bác nữa. Công kích không có hiệu quả, vừa rồi lại bị bổng phong quét trúng. Cho dù là bổng phong thì lực công kích cũng không thấp. Thân thể Lục Nhãn Cương Thi phòng ngự cường đại như thế, nhưng thân thể lúc này cũng đỏ lên. Đây là biểu hiện phòng ngự cao nhất của Cương Thi. Bỗng một tiếng hống như của dã thú vang lên, Lục Nhãn Cương Thi lại thay đổi hình dáng. Răng nanh dài hơn trước, trên mặt che kín bằng các dải hoa văn. Đây cũng chính là trạng thái chiến đấu thứ hai của Cương Thi nhất tộc. Lần này Lục Nhãn cuối cùng cũng đã tung ra chiêu này. Cương Thi so với hình dáng con người đã có nhiều điểm bất đồng. Trong khi chiến đấu đều là con mắt đổi màu, răng nanh dài ra, đây chính là trạng thái thứ nhất của Cương Thi khi bước vào trận chiến. Lam Nhãn Cương Thi cùng Lục Nhãn Cương Thi có thêm một loại trạng thái chiến đấu thứ hai. Một khi biến thành trạng thái này, lực công kích cùng tốc độ nhanh chóng được đề thăng lên gấp bội. Nhưng ở trạng thái này thì sự tiêu hao năng lượng là cực kỳ lớn. Sau khi Cương Thi biến hình, Ngộ Không cảm nhận có một loại áp bức cực lớn. Một thân thể cực lớn đứng lên, mấy trăm quyền ảnh nhắm Ngộ Không đánh tới. Ầm ầm ầm, thân thể khổng lồ của Ngộ Không đổ xuống trên mặt đất. Khi biến thân và trạng thái chiến đấu, Ngộ Không đã không chiếm được thượng phong, nay lại bị đánh ngã. Ngộ Không hét lên một tiếng, âm thanh chấn động vang vọng khắp nơi. Rất nhiều Cương Thi phi tới từ phía xa quan chiến trận chiến này. Trở lại bản thể, thần khí chiến y cũng biến theo, thế nhưng trên thân thể Ngộ Không đã có những vết thương nhẹ. Cương Thi mặc dù không có vũ khí
nhưng cặp thiết quyền kia có thể coi như là một vũ khí lợi hại của chúng. Phối hợp với thân thể, tốc độ, bình thường một bậc ma đế khi đấu với lục nhãn cương thi cũng không nắm chắc được chiến thắng. Ngộ Không, trước tiên vào hoành phủ đã. Ngộ Không đang buồn bực vì đánh không lại lục nhãn cương thi, bỗng dưng nghe được Hồng Quân truyền âm, trong nháy mắt biến mất để lại vẻ ngạc nhiên của lục nhãn cương thi và đám cương thi đang quan chiến. Tức chết ta mất, lão tôn ta từ trước tới giờ chưa từng bực tức đến như vậy. Ngộ Không trở lại hành phủ, bộ dáng rất bực tức, hắn vơ ngay một vò rượu trên bàn, khui ra uống luôn. Cương thi tốc độ cực nhanh, Ngộ Không kể cả phòng ngự và công kích đều không bằng hắn, chỉ tính mình tốc độ thôi thì cũng đã không bằng hắn rồi, thua là đúng rồi. Cổ Bàn cười cười, gật đầu nói, Bàn ca nói đúng đấy, chúng ta là loài chim bay, siêu cấp thần thú, vốn đã rất nhanh rồi, nhưng so với tên lục nhãn này, có lẽ còn nhanh hơn cả ta. Phượng Hy nói, Ngộ Không, ngươi muốn chiến thắng hắn thì phải khắc chế được tốc độ của hắn trước. Ngươi có nghĩ ra biện pháp nào khắc chế tốc độ của hắn không? Hồng Quân có chút cười nói, lúc này Hồng Quân không muốn đả kích Ngộ Không mà là muốn cổ vũ cho hắn. Nếu lão tôn mà nghĩ ra, còn trở về đây làm cái gì nữa? Ngộ Không lại lấy ra một vò rượu, âm thanh bất mãn nói, phải nghĩ thế nào để hạn chế tốc độ của hắn, đánh nhau trong khi mình không chiếm được ưu thế thì phải sử dụng đầu óc thôi. Hồng Quân chỉ vào đầu Ngộ Không, cười ha ha nói, hạn chế tốc độ của hắn ư? Ngộ Không trầm tư, chỉ một lát sau con mắt hắn bỗng sáng lên. Hạn chế tốc độ, một là ta phải nhanh hơn hắn, khi đó tốc độ của hắn sẽ không uy hiếp được ta. Hai là dùng ngoại vật vây khốn hắn, khi đó hắn sẽ không thể uy hiếp ta được. Nhưng hai thứ đó bây giờ chúng ta không có chuẩn bị gì cả. Nói xong Ngộ Không lại gật gật đầu, ra điều suy nghĩ dữ lắm. Ngoại trừ điều này, ngươi còn biện pháp nữa, nhưng ngươi bây giờ làm không được. Có biện pháp sao? Ngươi nói có biện pháp gì vậy? Ngộ Không vừa nghe có biện pháp lập tức vội vàng hỏi, ngươi thấy yêu đế khi chiến đấu không? Có thể phát động vực, vực có thể giúp ngươi hạn chế tốc độ của hắn. Hồng Quân nhìn kỹ Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói, ngươi nói cũng như chưa nói, yêu đế ư? Đến bao giờ mới tới được đẳng cấp yêu đế đây? Ngộ Không trừng mắt nhìn Hồng Quân, bây giờ mới là lục cấp yêu vương, đến bao giờ mới trở thành yêu đế? Thật là bực mình quá đi. Năm đó nhị thúc của ta cũng là sư tôn của huynh, hơn 1000 năm đã trở thành yêu đế. Trở thành yêu đế đối với thần thú cũng không phải là việc khó gì. Hồng Quân mỉm cười uống một chén rượu, không nhìn Ngộ Không nữa mà nhẹ nhàng nói, bây giờ 4 người đều ở lại Tu La Giới, mà tình hình ở Tu La Giới so với những gì Hồng Quân nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Những người tu luyện ma đạo, họ không bao giờ nói chuyện đạo lý mà chỉ nói bằng thực lực. Mà nói đến cương thi nhất tộc này thì cũng thật khủng khiếp, không những có thân thể phòng ngự khủng bố mà tốc độ cũng thuộc loại kinh khủng. 4 người ở Tu La Giới muốn tồn tại được thì phải tìm mọi cách nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, nếu không muốn đi một bước cũng khó. Kinh nghiệm từ cái chết của Lâm Lâm nên giờ này Hồng Quân đã thành thục hơn trước kia rất nhiều. Trước kia chỉ cần thích là hắn làm, nhưng bây giờ hắn đã biết lo lắng cho sự an nguy của người khác. Hồng Quân tuyệt đối không cho phép những người bên cạnh mình bỗng dưng vĩnh viễn biến mất. Ở Tu La Giới chỉ có 4 người bọn họ, không giống như ở Tiên Ma Yêu Giới có nhiều bằng hữu trước kia của Tần Vũ, hơn nữa lại còn có cả một thượng bộ thiên thần tồn tại. Ở đó họ sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng ở đây thì khác, nếu không cẩn thận thì bất kỳ ai cũng có thể mất mạng. Trước đây Hồng Quân là người không thích tu luyện, nhưng những năm gần đây Hồng Quân muốn mọi người luân lưu di chuyển, vừa nhanh hơn mà lại có thời gian cho mọi người tu luyện. Lần này Ngộ Không bị đả kích như vậy, khi hắn đứng ra khuyên bảo không khác gì một trợ lực cho Ngộ Không, cho mọi người phải nhanh chóng đề cao thực lực, nếu không thì chết ở đây cũng không phải nghi ngờ. Yêu đế, ta hiểu được, thế nhưng Hồng Quân, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi cũng biết là kinh thiên côn pháp của ta chỉ qua chiến đấu mới có thể nâng cao, ngươi đổi người kia ra cùng rèn luyện với ta, chỉ cần vài trăm năm sau khi ta đột phá sẽ tìm cái tên mắt xanh kia tính sổ. Hồng Quân cũng có chút khổ tâm, hắn hiểu được Tôn Ngộ Không rất muốn nhanh chóng được đề cao thực lực, muốn hắn phải đích thân tập luyện. Cổ Bàn nhìn Hồng Quân gật gật đầu, so với trước đây thì Hồng Quân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể nói trước đây Hồng Quân chỉ là một tiểu hài tử, thì giờ đây hắn đã trở thành một người trưởng thành. Bây giờ trách nhiệm của từng người là nhanh chóng tu luyện để nâng cao thực lực, đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Ở bên ngoài, Lục Nhãn Cương Thi tìm vài vòng nhưng không sao tìm thấy Tôn Ngộ Không. Sau khi tìm mãi không thấy, hắn bực mình muốn lỗ mũi xịt khói rồi mới dẫn quân quay lại thành trì.
Trên mặt đất, chỗ bọn họ vừa đại chiến, một mảnh tro bụi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này chính là Cổ Bàn. Lần này đến lượt Cổ Bàn mang theo Hồng Quân hành phủ Thuấn Di chạy đi, còn ba người còn lại ở trong hành phủ âm thầm tu luyện. Lúc còn ở Tiên Ma yêu giới, do bị đả kích bởi cái chết của Lâm Lâm, tu vi Hồng Quân vẫn dừng lại ở nhất cấp kim tiên. Cổ Bàn tại Tiên Ma yêu giới lại tăng tiến tu vi, trước mắt đạt tới cửu cấp thiên tiên, nhưng lực công kích có thể mạnh hơn so với lục thất cấp kim tiên. Phượng Hy tăng lên được một cấp, đạt cảnh giới nhị cấp yêu vương, còn kém xa so với Tôn Ngộ Không khi đánh ra. Cổ Bàn Thuấn Di bay đi trong không gian, Hồng Quân dùng kiếm tiên khôi lỗi bồi tiếp Tôn Ngộ Không luyện côn. Phượng Hy tiến vào Hồng Quân đạo tràng tu luyện một mình, cuộc sống nhàn nhã rất nhanh đã qua 100 năm. Sau 100 năm, Phượng Hy thay thế cho Cổ Bàn, để Cổ Bàn tiến vào Hồng Quân hành phủ tu luyện, còn mình mang Hồng Quân hành phủ đã biến thành viên đá nhỏ tiếp tục hướng ma giới bay đi. Kinh thiên 18 côn, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, bồng ảnh mang theo côn khí sắc bén đập thẳng xuống. Đồng thời Hồng Quân khống chế kiếm tiên khô lỗi cũng phát ra kinh thiên 18 côn đánh cùng nhau. Oanh một tiếng, hai người lảo đảo văng ra xa, Hồng Quân nở nụ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, bồi tiếp Tôn Ngộ Không luyện côn đã tiêu hao không ít cực phẩm nguyên linh thạch. Hồng Quân lấy thần thạch gắn vào, so với trước đây tiêu hao rất lớn. Chúc mừng ngươi, Ngộ Không, rốt cuộc đã luyện thành kinh thiên 18 côn. Cổ Bàn ngồi xếp bằng bên ngoài xem bọn hắn đối luyện, đợi hai người lùi lại phía sau, mỉm cười với Tôn Ngộ Không. Cổ Bàn đã bay hơn 200 năm, Phượng Hy mới thay cho Cổ Bàn. Hơn 200 năm khổ luyện, Tôn Ngộ Không luyện thành kinh thiên 18 côn, tu vi cảnh giới cũng từ lục cấp yêu vương tăng lên tới cửu cấp yêu vương, trong bốn người hắn đạt tu vi cao nhất. Hồng Quân bội tiếp Tôn Ngộ Không luyện côn, bàn thể thì ở tầng 1 Hồng Quân đạo tràng yên lặng tu luyện, bây giờ cũng đạt tới cảnh giới nhị cấp kim tiên, sắp đột phá tam cấp kim tiên. Vô danh vật chất trong đan điền tăng lên cũng rất nhanh, tốc độ vượt qua cả Hồng Quân khi còn là thần nhân. Tôn Ngộ Không sau khi luyện thành kinh thiên 18 côn đã bị mọi người cản đi ra ngoài. Mấy năm nay Phượng Hy cùng Cổ Bàn không nhẹ nhàng gì, vẫn bay đi, cũng không có thời gian tu luyện. Tôn Ngộ Không vừa mới luyện thành liền ra bên ngoài Thuấn Di phát tiết dư lực của hắn. 300 năm lại đi qua, bốn người rốt cục rời xa lãnh địa của Cương Thi nhất tộc, tới tinh cầu Tán Bình Tinh ở rìa ma giới. Này, hay là chúng ta ở nơi này thoải mái một chút đi. Tôn Ngộ Không ngồi ở tiểu lâu ha ha cười to. Ở trên tinh cầu của Cương Thi thì Cương Thi nhìn bọn hắn với ánh mắt thật sự rất kỳ quái. Tại ma giới thì không có hiện tượng này. Hồng Quân cười cười uống chén rượu của mình. Ma giới của Tu La giới cùng Tiên Ma yêu giới giống nhau, cũng là dùng nguyên linh thạch làm tiền tệ. Bốn người cuối cùng cũng không có vấn đề gì. Ma giới của Tu La giới cùng ma giới của Tiên Ma yêu giới không sai biệt lắm. Khác nhau chính là thế lực tại ma giới của Tu La giới rất thống nhất. Cao nhất là thống trị giả. Tại Tu La giới chính là Tu La đế quân. Không giống Tiên Ma yêu giới là tiên giới, ma giới cùng yêu giới chia làm mấy thế lực. Tán Bình Tinh của ma giới ở gần biên giới của Cương Thi giới, bởi vì nơi này thường xuyên bị Cương Thi quấy nhiễu, cho nên có một Tu La đế quân và quân đội của ma giới trú đóng tại đây để bảo vệ thành trì. Cuộc sống của ma chúng tại Tán Bình Tinh bình thường cũng coi như là yên ổn. Vì để bốn người tại ma giới sinh sống mà không bị hoài nghi, Hồng Quân lần tìm trong chữ vật giới chỉ, rốt cục cũng tìm được một bộ công pháp để che giấu hơi thở. Bốn người toàn bộ đều học hết để tản mát ra hơi thở hoàn toàn không giống với trước đây. Cổ Bàn khiến cho người ta có cảm giác vững vàng, Tôn Ngộ Không thì cuồng bạo, Phượng Hy phát ra như là một loại hỏa khí, Hồng Quân thì làm cho người ta một cảm giác lạnh như băng. Tu La giới thật ra thường xuyên có người che giấu hơi thở, mấy người xuất hiện cũng không có khiến cho người khác để ý. Hồng Quân một bên uống rượu, một bên nghe ma chúng nói chuyện phiếm. Các ngươi biết không, Bắc Biên vừa truyền tin báo, Hoàng Thiên tướng quân lại vừa đại thắng Cương Thi, nghe nói hạ sát một người, chính là Hồng Nhãn Cương Thi Vương, thực sự khoái lòng người ta. Thật sự, Hoàng tướng quân thật sự là lợi hại, đây là lần thứ ba nghe được Hồng Nhãn Cương Thi Vương chết trong tay Hoàng tướng quân. Không như vậy sao, Hoàng tướng quân nhất định sau này hoàn toàn tiêu diệt Cương Thi nhất tộc, để cho quái vật uống máu hoàn toàn biến mất khỏi Tu La giới chúng ta. Mấy người Hồng Quân nghe qua, tất cả đều là thảo luận có quan hệ với Hoàng Thiên tướng quân. Tại riêng tinh hệ này, người trong ma giới cùng Cương Thi nhất tộc tiến hành chiến tranh. Bên trong Tu La giới, cơ hồ cách một đoạn thời gian ngắn, ma giới cùng Cương Thi giới đánh nhau một lần, khi tổn thất nhân thủ thì lại lui trở về. Bất quá lần này
trong tiểu lâu, sau một hồi thảo luận, xem như tu la giới khá hơn, có thể giết chết Hồng Nhãn Cương Thi Vương, đối với ma đế mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chủ yếu chính là Cương Thi có tốc độ quá nhanh, tốc độ của Hồng Nhãn Cương Thi Vương thì tứ ngũ cấp ma đế cũng khó đuổi theo. Ngũ cấp ma đế dùng tế vực mới có thể cùng Hồng Nhãn Cương Thi so tốc độ không sai biệt lắm. Những người ở đây thảo luận những chuyện không có quan hệ gì với bọn Hồng Quân, mấy người rời khỏi đó về phòng toàn bộ nghỉ ngơi. Tại Tán Bình Tinh nghỉ ngơi hơn một tháng, mỗi ngày nghe được những câu chuyện hay. Ví dụ như ai đó bị mất tích có thể biến thành cương thi, hoặc là ai vừa giết chết cương thi cầm răng lanh cương thi đi lấy thưởng. Hơn một tháng, bốn người Hồng Quân lên đường rời Tán Bình Tinh, chuẩn bị đến một tinh cầu ổn định hơn để tu luyện. Hỏa Nguyên Tinh, Hồng Quân bốn người ở ma giới vòng vo hơn 10 năm, cuối cùng đã chọn được tinh cầu này. Tại thành trì lớn nhất của tinh cầu này, Hồng Quân mua một căn nhà nhỏ, mấy người xem như chính thức ở lại địa phương này, ổn định xong sau đó lại yên tĩnh, im lặng tu luyện. Cuối cùng bọn họ không quay về tiên ma yêu giới, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở chỗ này phi thăng thần giới. Thời gian trôi qua, bốn người ở Hỏa Nguyên Tinh nháy mắt đã vượt qua 500 năm. 500 năm này, bốn người tu luyện, Tôn Ngộ Không là người thứ nhất đột phá tứ đế cấp. Bây giờ hắn đã theo đội ngũ ma giới đi chiến trường tiền tuyến chinh chiến. Cương thi nhất tộc có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, chính là đối tượng tối luyện tốt nhất đối với hắn. Phượng Hy cũng tăng lên 2 cấp, bây giờ đã là tứ cấp yêu vương, siêu cấp thần thú Phượng Hoàng. Cho dù chỉ đạt cảnh giới tứ cấp yêu vương cũng có thể so với thất bát cấp ma vương. Phượng Hy tại tu la giới ít ra cũng có năng lực tự bảo vệ. Cổ Bàn tiến triển cũng rất nhanh, đã tới tam cấp kim tiên, lực công kích ngang với cửu cấp kim tiên. Giữa bốn người, công kích cùng cảnh giới chênh lệch lớn nhất chính là Cổ Bàn. Theo tu vi tăng trưởng của Cổ Bàn, những hạt rất nhỏ lơ lửng huyền phù giữa đan điền tại trước Nguyên Anh Cầm La Bàn cũng lớn hơn chút ít. Bên trong hỗn độn tương hồ vật chất càng thêm đậm đặc. Cổ Bàn nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được tương hồ vật chất bên trong La Bàn là cái gì. Đến bây giờ tiên thức cũng dò xét không được tình huống bên trong của La Bàn. Còn Hồng Quân 500 năm thời gian tăng lên được một bậc, bây giờ là tam cấp kim tiên, giữa bốn người là người yếu nhất. Bất quá vô danh vật chất tăng trưởng tốc độ chung so với khi còn là thần nhân trước kia thì đích xác tốc độ nhanh hơn. Hồng Quân đạo, Hồng Quân lại đi vào tầng thứ nhất, phong thần bảng lại có biến hóa mới. Phong thần bảng trước kia chỉ là kiện cực phẩm tiên khí, trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ phong thần bảng đã đạt tới phẩm cấp hạ phẩm thần khí. Hồng Quân thủy chung không hiểu được phong thần bảng như thế nào lại tiến hóa thành thần khí, hết thảy chỉ có thể quy cho sự tăng trưởng của vô danh vật chất. Bế quan tu luyện xong, hôm nay Hồng Quân, Cổ Bàn và Phượng Hy ba người cùng nhau đi trên đường, để ý thuận tiện mua một ít chút rượu cùng linh quả trở về, vì Hồng Quân hành phủ còn không nhiều lắm. Tại tiểu lâu, những câu chuyện bàn luận vẫn như cũ nói về chiến tranh, thế nhưng bây giờ mọi người thương nghị đều nói về một người là tướng quân mới của Vân Hỏa Tinh ma giới, Tôn Ngộ Không. Đều nghe đồn là Tôn tướng quân cùng Hồng Nhãn Cương Thi Vương chiến đấu như thế nào, uy mãnh của Tôn tướng quân đánh tiến lùi nhiều ít bao nhiêu. Hồng Quân ba người đều cười cười. Tôn Ngộ Không giờ đi chỉ có không tới 100 năm, không nghĩ tới đã đánh nhau cũng ra danh tiếng. Có vực trợ giúp, Tôn Ngộ Không chống lại Cương Thi không giống như trước bị động. Cho dù Hồng Nhãn Cương Thi Vương, hắn cũng có thể chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Tiểu Quân, bây giờ danh tiếng của Ngộ Không đã vang như sấm rồi, ngươi để cho hắn ra chiến trường là đúng đắn đấy. Cổ Bàn cười cười nhìn Hồng Quân nói, dĩ nhiên là ta tính đúng rồi, cho Ngộ Không ra chiến trường là thích hợp nhất với hắn. Hắn bây giờ tu vi đã cao, trên chiến trường rèn luyện thì lĩnh hội cũng nhanh hơn mà. Hồng Quân chậm rãi uống chén rượu, nhẹ nhàng nói, ê thằng ngốc kia, danh húy của Tôn tướng quân sao các ngươi tự tiện nói ra? Ngươi nói đến để cho hắn ra chiến trường là ngươi vũ nhục Vân Hỏa Tinh Tôn tướng quân của chúng ta. Hồng Quân cùng Cổ Bàn nói chuyện phiếm, không có nghĩ đến kinh động một số người uống rượu trong tiểu lâu. Tôn Ngộ Không đã thành thần tượng trong lòng rất nhiều người ở Vân Hỏa Tinh, tự nhiên là không cho phép những người khác vũ nhục. Hay chính là khoác lác cũng không biết tìm nơi mà nói, các ngươi là người Vân Hỏa Tinh sao? Nhất định là không phải. Vân Hỏa Tinh không ai dám nói Tôn tướng quân như vậy cả. Đuổi chúng khỏi Vân Hỏa Tinh của chúng ta đi. Lại một người đặt cảnh giới ma vương hét lớn. Ba người ngạc nhiên, không có nghĩ tới danh khí của Tôn Ngộ Không đã lớn tới mức này. Tùy tiện nói ra vài câu đều không được. Trong mắt mọi người ở tiểu lâu, ba người bọn họ đã thành kẻ địch. Nếu không trở ra ngoài quán, chắc chắn sẽ có người động thủ.
đuổi chúng nó ra ngoài, rời khỏi Vân Hỏa Tinh đi, nếu không đánh chết các ngươi. Lại một người đạt thiên ma cảnh giới lớn tiếng la to. Cả một lúc tiểu lâu mọi người đều kêu lên, có người đã muốn động thủ. Thì ra các ngươi ở chỗ này, hèn chi trở về không thấy các ngươi. Bỗng một tiếng quát vang lên, tiểu lâu đột nhiên tiến đến mấy người, cầm đầu chính là Tôn Ngộ Không, trên người mặc một bộ quân phục, ha ha cười lớn đi tới bàn của Hồng Quân. Cả tiểu lâu nhất thời yên tĩnh, im lặng hết mức. Mấy người vừa rồi hung hăng lên tiếng giờ đã cúi đầu. Mấy người đi theo Tôn Ngộ Không trên người đều mặc trang phục của quân đội, tu vi đều đạt tới ngũ cấp ma vương. Mà Tôn Ngộ Không bộ quân phục trên người cũng là tiêu chí chứng minh đây là một vị tướng quân đế cấp. Trong các ngươi ai là kẻ vừa rồi đã gây sự với hảo bằng hữu của tướng quân nhà ta? Một ma vương đi theo Tôn Ngộ Không lạnh lùng quét mắt khắp tiểu lâu, lạnh giọng nói: Tiểu Ngũ, vất tất cả bọn họ ra ngoài cho ta, huynh đệ của ta mà cũng dám động vào sao, muốn chết sao? Tôn Ngộ Không không thèm ngẩng đầu lớn tiếng nói: Chủ quán, cho một vò rượu. Vâng, tướng quân. Mấy người đi theo Tôn Ngộ Không lập tức tiến lên, mỗi người vài cái, tiểu lâu nhất thời từ trên xuống dưới, mặc kệ là thiên ma hay là ma vương đều đã bị bọn họ tống ra ngoài. Những người bị tống ra ngoài một câu cũng không dám nói, toàn bộ trong chốc lát lẻn đi thật xa. Khi đã đi thật xa, một người trong số đó vuốt ngực nói: Hồng Quân thực sự là một đại nhân vật sao? Lại thở dài lẩm bẩm: Bọn họ thực sự là bằng hữu của Tôn tướng quân sao? Nguy hiểm thật, cũng may là ta chưa động thủ. Cũng trong lúc đó tại tiểu lâu: Ngộ Không, ngươi không phải đang ở tại chiến trường sao? Như thế nào quay về rồi? Hồng Quân hướng Tôn Ngộ Không vẫn nhìn chăm chú tám vò rượu lớn mới cười nhỏ hỏi: Việc này Cương Thi Môn không chịu đánh mà toàn chạy, nguyên soái tạm thời thắng lợi, bảo ta cho ta trở về thăm người thân. Ta nghĩ cũng muốn vậy, đi ra ngoài hơn 10 năm rồi, trở về để xem các ngươi thế nào. Tạm thời đình chiến, không được đánh nhau. Khi nhắc đến chuyện này, Tôn Ngộ Không lớn tiếng ca thán, không ngừng lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều cười. Tôn Ngộ Không tuy nói đánh xong sẽ trở về, chỉ là bọn hắn biết Tôn Ngộ Không lo lắng cho bọn họ, cố ý về thăm bọn họ. Nếu không thì với tính cách của Tôn Ngộ Không, cho dù đánh xong hắn cũng sẽ chạy đến nơi Cương Thi nhất tộc tiếp tục khiêu chiến. Tôn đại tướng quân thật là uy phong ha, chúng ta mới nói có vài câu, thiếu chút nữa đã bị người ta đánh đuổi ra ngoài, người được lắm. Phượng Hy A cười đả kích Tôn Ngộ Không: Bọn họ là tự tìm đến đây, đâu phải bọn họ khinh suất đâu. Vân Hỏa Tinh là lãnh địa trên dưới của Hoàng Minh thống suất, Hoàng thống lĩnh cũng đã nói cho ta phong cho ta lãnh địa Vân Hỏa Tinh để ta cai quản, nhưng ta không có đồng ý. Tôn Ngộ Không lướt mắt nhìn Phượng Hy lớn tiếng nói, hai người cùng một chỗ cuối cùng trở lại vài câu: Chờ một chút, Ngộ Không, ngươi nói thống lĩnh phong cho ngươi lãnh địa Vân Hỏa Tinh để ngươi quản lý sao? Thật vậy không? Hồng Quân thấy hai người loạn đấu võ mồm, vội hỏi vài câu. Đương nhiên là sự thật, Tiểu Ngũ, ngươi nói cho bằng hữu ta biết đi, việc này có đúng là sự thật hay không? Tôn Ngộ Không thấy Hồng Quân không tin, nhất thời mất hứng, tiếp đó để cho kẻ dưới đi theo hắn tới giải thích cho Hồng Quân biết. Dạ, tướng quân. Thưa vị huynh đài này, Tôn tướng quân nói thật không sai, Hoàng thống lĩnh quả thật đã nói phong cho Tôn tướng quân lãnh địa Vân Hỏa Tinh, bất quá Tôn tướng quân không có đồng ý. Ngộ Không, tiểu quân không phải không tin ngươi, ngươi nghe hắn nói xong đã. Cổ Bàn mỉm cười hướng đến Ngộ Không nói: Ngộ Không, lần sau Hoàng thống lĩnh muốn phong tặng cho ngươi Vân Hỏa Tinh, ngươi phải đáp ứng liền cho ta. Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói: Tại sao? Ta không có thời gian quản lý lãnh địa đâu. Ngộ Không, ngươi không rõ rồi, chúng ta tại Tu La Giới thân phận rất đặc biệt, có lãnh địa riêng che giấu thân phận, người khác sẽ không hoài nghi chúng ta. Ngươi không có thời gian quản lý, có thể tìm người khác đưa lên để quản lý lãnh địa. Sau này chúng ta là cư dân của ma giới chính thức, mọi hoạt động cũng sẽ thuận tiện hơn. Cổ Bàn cười cười truyền âm giải thích cho Tôn Ngộ Không: Có lãnh địa riêng là hàng đầu, bọn họ xác thực hoạt động tại ma giới rất nhiều thuận tiện. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Chính ngắn ở giữa ma giới quân đội danh tiếng vang dền như sấm, thế nhưng lại quên mất bọn Hồng Quân ba người thân phận tương đối thấp kém, lại luôn phải ẩn giấu tại Vân Hỏa Tinh này. Lần này nếu không phải chính hắn đến nơi kịp thời, cả bọn đã bị người khác khi dễ, đánh cho văng khỏi tiểu lâu. Tôn tướng quân đã lên tiếng, Hoàng thống lĩnh dám chắc sẽ đáp ứng ngay cho các ngươi nơi này thôi. Vân Hỏa Tinh căn bản không là gì cả, Tôn tướng quân là người thường lập công lớn, đế quân bệ hạ tất sẽ thưởng cho thôi.
Tiểu Ngũ vẫn đứng ở phía sau Tôn Ngộ Không cũng cười lên tiếng nói: "Tốt, ta quay về để hỏi Hoàng thống lĩnh. À, Tiểu Quân, người tu luyện bao nhiêu năm nay, như thế nào tiến dài như vậy? Xin lỗi, đại bá..." "Ngộ Không, đừng nói lung tung." Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong đã bị Cổ Bàn trừng mắt cản. Nơi này là Tu La Ma giới, không phải Tiên Ma yêu giới. Một khi thân phận bại lộ, cả Tu La giới rộng lớn cũng không có chỗ cho bọn họ dung thân, chỉ có thể hoạt động ở nơi này mãi mãi. Tôn Ngộ Không cúi đầu uống rượu, không nói chuyện. Mấy người đi theo phía sau Tôn Ngộ Không đều tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Cổ Bàn cùng Hồng Quân. Trong mắt bọn họ, Cổ Bàn cùng Hồng Quân bất quá mới chỉ là tam tứ cấp ma vương cảnh giới, còn Tôn Ngộ Không đã là cảnh giới ma đế cấp, nhưng lại phải nghe theo lời hai người kia. Tôn Ngộ Không trực tiếp thông qua tinh tế truyền tiên trận nói cho Hoàng Minh thống lĩnh. Vân Hỏa Tinh chính thức trở thành lãnh địa của Tôn Ngộ Không. Hồng Quân ba người cũng theo vào trong thành làm công tác nhận chủ. Trên Vân Hỏa Tinh cũng không ai dám đối với Hồng Quân bọn họ nói cái gì. Sống trên Vân Hỏa Tinh không quá 2 năm, Tôn Ngộ Không lại muốn ra chiến trường. Hắn nói không được đánh nhau thật khó chịu, thông khoái nhất vẫn là trên chiến trường đánh giết. Trong Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đạo tràng phía trước tầng 1 một lần nữa tiến vào Hồng Quân đạo phía sau tầng thứ nhất. Hồng Quân vẫn không có quan sát cẩn thận vô danh vật chất bên trong đan điền biến hóa, cũng không có xem xét cẩn thận phong thần bảng. Lại bế quan, Hồng Quân thích thú nghiên cứu hai dạng biến hóa này. Tâm thần dung nhập đan điền, phong thần bảng như trước, những hạt rất nhỏ lơ lửng ở nơi này. Chân linh bên trong phong thần bảng cũng không có biến hóa gì, không có giống hiện tượng cắn nuốt lần trước nữa. Thế nhưng màu xám của vô danh vật chất bên trong phong thần bảng hình như cũng tăng thêm một chút. Mấy năm nay cũng không có nhìn thấy phong thần bảng hấp thu vô danh vật chất, Hồng Quân cũng không biết nó gia tăng như thế nào. Bên trong đan điền của Hồng Quân lúc này, vô danh vật chất cùng phong thần bảng nguyên lai giống nhau, chậm rãi tự tăng trưởng. Vô luận Hồng Quân cố gắng như thế nào đều không thể điều động được một phân hào nào hai thứ đó. Bên trong Hồng Mông không gian, Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ ba người ngồi ở tàng cây quế cùng nhau nhấm nháp Hồng Mông linh tửu. "Đại ca, lần này bảo chúng ta tới đây là có chuyện gì vậy?" Lâm Mông cười a a hỏi. "Chính là chuyện tiểu nhi tử Tần Sương của tam đệ đây." Hồng Mông nhìn Tần Vũ có chút cười nói. "Tiểu Sương ư?" Tần Vũ lẩm bẩm. Trong khi Hồng Quân một lần nữa tiến vào Hồng Quân đạo tràng lần thứ nhất, ba vị trưởng khống giả Tần Vũ đều đã phát giác ra. Những năm gần đây, Hồng Mông một mực nghiên cứu vật chất vô danh màu xám bên trong đan điền của Tần Sương đã có chút nhìn thấu. "Tam đệ nói rất đúng, và lần chưa nhìn thấy Tần Sương, hôm nay vô danh vật chất bên trong đan điền của nó đã ổn định và phát triển hơn xưa. Người này sau này thành tựu có thể không dưới chúng ta đâu." Hồng Mông mỉm cười gật gật đầu thở dài nói. "Đại ca, dựa theo suy đoán của chúng ta, vô danh vật chất của Tần Sương và Hồng Mông linh khí có chút tương tự nhau. Nói cách khác, Tần Sương rất có thể sẽ là người khai sáng. Cùng Hồng Mông không gian giống nhau chính là dựa vào tình huống Hồng Mông không gian sinh ra, lại có chút bất đồng. Hồng Mông không gian có trước, người có sau, cũng chính là đại ca người. Vô danh vật chất kia của Tần Sương hắn sẽ không điên đảo quá đến mức này đâu." Lâm Mông đang quan sát Hồng Quân tu luyện ở dưới, chậm rãi nói. "Các đệ ai nói cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tiểu Sương bây giờ vô danh vật chất còn rất ít, muốn khai sáng ra như Hồng Mông không gian cùng loại không gian, thời gian phải rất là dài à." Tần Vũ cũng quan sát Hồng Quân. Vì để cho hắn phát triển năng lực của chính mình, Tần Vũ vẫn kiên trì đối với sự phát triển của Hồng Mông không trực tiếp nhúng tay vào. Với năng lực vũ trụ trưởng khống giả, Tần Vũ một khi nhúng tay rất có thể sẽ thay đổi định mệnh sau này của Hồng Quân. "Tam đệ nói không sai. À đúng rồi, nếu vô danh vật chất của Hồng Quân như chúng ta suy đoán giống nhau, hoàn toàn có thể giải quyết nghi hoặc về việc chúng ta vẫn tồn tại một người." Hồng Mông thở dài, ánh mắt xuyên thấu vô số không gian, chăm chú vào trên người Hồng Quân đang quanh chân ngồi tu luyện. Hồng Quân lúc này có biến hóa quanh thân, chính Hồng Quân chưa từng phát giác. Nói không nên lời, chung quanh một tia nhỏ không khí tựa như vật chất đang nhập vào trong cơ thể của Hồng Quân. Loại vật chất này không phải linh khí, căn bản không ai có thể phát giác. Chỉ có Tần Vũ, ba vị trưởng khống giả mới có thể đã thấy vật chất này. Tần Vũ lắc lắc đầu, không nhìn Hồng Quân nữa, bị hút vào vật chất trong cơ thể Hồng Quân, ba vị trưởng khống giả gọi là tử khí, một loại vật chất không giống tam đại vũ trụ không gian. Mỗi vũ trụ đều có, đối với mọi vật đều vô dụng. Loại vật chất này, trong mắt ba vị trưởng khống giả, cũng chỉ là bụi bặm. Tất cả tồn tại đều có đạo lý gì đó, chỉ có vật chất này giống nhau,
hay là hồng mông cũng không có phát hiện ra nó có tác dụng gì. Thật là kỳ quái à, lần đầu tiên ta nhìn thấy có thể hấp thu loại vật chất này. Phải chăng tần xương chính là vô danh vật chất hay là loại tử khí này biến thành? Cũng không đúng lắm, vô danh vật chất của tần xương sớm đã tồn tại rồi, còn loại hấp thu tử khí này thì vừa mới có xong. Lâm Mông không ngừng lắc đầu. Đối với trưởng khống giả, có chuyện mà bọn họ hoàn toàn không rõ sự việc thì cực kỳ hiếm. Tử khí này tạm thời đối với tiểu xương không có ảnh hưởng gì lớn. Đại ca, nhị ca, ta đi về trước đây. Tần Vũ đứng dậy hướng Hồng Mông cùng Lâm Mông cáo biệt. Tạm thời đến xem biến hóa của tần xương không có vấn đề gì lớn, Tần Vũ cũng yên lòng. Đại ca, ta cũng trở về đây. Lâm Mông thuận tay mang đi một bình đầy hồng mông linh tiểu trên bàn, ha ha cười cùng Tần Vũ, đồng thời rời khỏi hồng mông không gian. Tần Vũ cùng Lâm Mông rời đi, Hồng Mông một mình đứng dậy, như trước nhìn kỹ Hồng Quân, đột nhiên cười rộ lên, nhẹ nhàng học ra mấy chữ. Trước có Hồng Quân, sau có trời, tiểu tử này, ngươi so với cha ngươi còn làm cho người ta kinh hãi hơn à. Hồng Quân tu luyện xong, cảm giác hôm nay so với bình thường càng thêm thoải mái. Tăng trưởng tốc độ của vô danh vật chất so với bình thường nhanh rất nhiều. Dựa vào tốc độ như vậy, Hồng Quân tự tin rất nhanh có thể đạt đến Hồng Quân đạo tầng thần thứ nhất đích trung kỳ. Vô danh vật chất gia tăng không có làm cho tu vi Hồng Quân gia tăng thêm. Hồng Quân như trước là ở tam cấp kim tiên cảnh giới. Hồng Quân nở nụ cười khổ, tiếp tục tu luyện. Tam cấp kim tiên giết chóc tại tu la giới, căn bản bảo vệ bản thân là được. Bất quá, bây giờ Hồng Quân tu luyện, rõ ràng cảm giác tốc độ tu luyện so với trước kia đã rất nhanh, thành nguyên anh màu xám. Khi hấp thu linh khí, tốc độ còn nhanh hơn. 50 năm sau, Hồng Quân liên tục thăng liền 2 cấp, đã đạt tới ngũ cấp kim tiên cảnh giới. Tại Tu La Tinh, Tu La Ma Giới, Đế Điểu Tinh, Tu La Đế Quân đang nghe kẻ giới hồi báo. Thuộc hạ đã xác định rõ ràng, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không phải người tu ma, mặc dù hắn che giấu rất tốt và thực lực cũng rất mạnh, nhưng thuộc hạ nhiều lần quan sát phương thức hắn chiến đấu cùng ma khí của hắn cũng không thuộc loại phương thức tu ma ma đạo của ta tu luyện. Không phải người tu ma, hắn cùng cương thi nhất tộc có liên lạc sao? Tu La Đế Quân cả thân thể đều bao phủ một tầng hắc vụ, người trong ma giới hoàn toàn không ai nhìn thấy gì hơn dù chân diện Tu La Đế Quân trước mắt. Hồi bẩm bệ hạ, Tôn Ngộ Không cũng không có cùng cương thi nhất tộc có liên lạc gì. Hơn nữa, hắn hình như rất hận cương thi nhất tộc, mỗi lần tác chiến, trong khi súng tay đều đặc biệt mạnh. Nếu đã như vậy, nếu hắn bây giờ còn có ích cho ma giới chúng ta, tạm thời không cần phải xem vào hắn, bí mật điều tra thân phận hắn, khi chấm dứt, quay trở lại báo lại cho ta. Thời gian dần trôi, thời gian Tôn Ngộ Không đi chiến trường đã hơn 300 năm. Hồng Quân nghe những người ở ma giới nói chiến tranh lần này còn khốc liệt hơn so với lần trước. Các đội quân dự bị trên các đại tinh cầu đã dục dịch chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức di chuyển lên tiền tuyến. Từ trước đến nay, từ lúc cương thi nhất tộc bắt đầu xâm lược ma giới, quân ma giới chủ yếu là phòng thủ, tấn công rất ít. Đời Tu La Đế Quân này đã lên ngôi được hơn 300 vạn năm. Trong lịch sử, đời Tu La Đế Quân nào sau khi thống trị được mấy trăm vạn năm cũng phát động các cuộc đại chiến cương thi nhất tộc, lần này cũng là như vậy. Khi Tôn Ngộ Không ở chiến trường tiền tuyến, quân ma giới đã tấn công mười mấy tinh cầu, tài nguyên của cương thi nhất tộc, giết chết mấy hồng nhãn cương thi vương. Lúc đó, trên chiến trường đã xuất hiện tử nhãn cương thi vương, gây tổn thất lớn cho quân ma giới. Có mấy ma đế đã thiệt mạng trong lúc giao tranh. 300 năm trở lại đây, Tôn Ngộ Không trên chiến trường không ngừng tu luyện, tu vi lại một lần nữa tăng lên, trở thành nhị cấp yêu đế và còn giết chết một hồng nhãn cương thi. Ngày hôm nay hắn đã là thống soái của hơn mấy chục triệu đại quân. Ở Hồng Quân Hành Phủ, bọn Hồng Quân ba người đang ngồi trong thạch đỉnh bên ngoài Hồng Quân Đạo Tràng. Mỗi lần bọn họ có chuyện cơ mật đều bàn bạc tại đây. Tiểu Quân, mấy năm nay ngươi tu luyện nhanh thật à, nhưng cũng chỉ là thất cấp kim tiên cảnh giới. Ngươi muốn xông pha chiến trường thật sao? Cổ Bàn nhẹ giọng nói. Chiến tranh đã trở nên khốc liệt hơn, Hồng Quân rất lo cho Tôn Ngộ Không ở tiền tuyến nên quyết định đến xem tình hình thế nào. Nhưng Cổ Bàn lo lắng nhất vẫn là Hồng Quân. Tiểu Bàn, Ngộ Không rất hiếu chiến, rất dễ bị kích động. Hồng nhãn cương thi hắn vẫn có thể ứng phó được, nhưng một khi đối mặt với tử nhãn cương thi nhất định là lành ít dữ nhiều. Ta nhất định phải đến tiền tuyến để trông chừng hắn thôi. Được thôi, thế thì ta với ngươi cùng đi. Ngộ Không đúng là luôn khiến người khác phải bận tâm mà. Cổ Bàn cười khổ gật đầu. Tôn Ngộ Không thân là tướng của quân đội ma giới, lúc đại quân giao chiến không thể quay về được,
mà cho dù có thể về, thế nhưng với tính cách của Tôn Ngộ Không, có thể đoán được rằng hắn nhất định sẽ không về. Các người đi thì ta cũng đi. Phượng Hy ở bên cạnh cũng nói chen vào. Mặc dù nàng không khoái tên khỉ đầy lông lá kia cho lắm, nhưng ở Tu La Giới cũng chỉ có bốn người bọn họ là thân thiết. Chuyện này lại liên quan đến an toàn của Tôn Ngộ Không, nên nàng nhất quyết đòi đi cùng. Được rồi, mọi người đi chuẩn bị đi. Trước khi xuất phát, ta sẽ đi tìm cách kiếm cho ba người chúng ta tư cách quân nhân, bằng không thì chúng ta khó mà đến tiền tuyến được. Hồng Quân đứng dậy, tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất khỏi Hồng Quân hành phủ, ra bên ngoài làm thủ tục nhập ngũ. Thân phận là người lãnh chủ phủ của bọn họ rất hữu dụng. Mấy ngày sau, bọn Hồng Quân đã trở thành ba đại đội trưởng quân dự bị Hỏa Vân Tinh. Một tháng sau sẽ xuất phát đến chiến trường, ít nóng bỏng nhất trong trận chiến với cương thi nhất tộc này. Tiền tuyến, hơn 500 triệu đại quân ma giới đã tập hợp, hơn 100 ma đế tướng quân dưới trướng Tu La đế quân đã cầm đầu 500 triệu đại quân xông lên chiến trường, giống như một con quái thú há miệng nhe nanh muốn ăn tươi nuốt sống cương thi nhất tộc, không để chúng uy hiếp đến ma giới. Ba người bọn Hồng Quân hòa vào đoàn quân tiến vào chiến trường đã được hơn 3 năm. Vì không ở cùng quân đoàn với Tôn Ngộ Không nên đến bây giờ vẫn chưa gặp được nhau. Chiến trường lúc này càng lúc càng thảm khốc. Mỗi ngày đều có vô số người trong ma giới hy sinh trên chiến trường. Lại có một bộ phận cương thi đồng hóa chuyển thành cương thi quay lại tấn công phe mình. Khi ở tiền tuyến, Hồng Quân cảm thấy vô danh vật chất trong đan điền phát triển còn nhanh hơn lúc ở Hỏa Vân Tinh, tốc độ phải hơn gấp 2 lần trở lên. Nhưng lúc đó hắn cũng không có tâm tư đi quan sát sự chuyển biến trong cơ thể mình, vì lúc này tin cấp báo trên tiền tuyến gửi về cho biết chiến trường xuất hiện 3 tên tử nhãn cương thi. Mỗi tên thấp nhất thực lực cũng tương đương với lục cấp ma đế. Bọn chúng dựa vào tốc độ cùng cơ thể cường hãn phối hợp với nhau, dưới sự tấn công của chúng kể cả bắt cấp ma đế cũng rất khó đối phó. Quân đoàn của ba người bọn Hồng Quân cuối cùng cũng bị điều động đến tiền tuyến của chiến trường. Trong hư không, vô số cương thi cùng quân ma giới đang hỗn chiến giao tranh. Chiến trường kéo dài hơn mấy trăm km. Bình thường trên tinh cầu rất hiếm khi nhìn thấy lục nhãn cương thi, thì ở đây đâu đâu cũng có thể nhìn thấy. Hoàng nhãn và lam nhãn cương thi số lượng còn nhiều hơn. Tìm một người trên cả chiến trường dài hơn mấy trăm km không phải là điều dễ dàng. Hồng Quân đã gửi cho Tôn Ngộ Không hơn mấy chục tin truyền tấn, nhưng đến nay vẫn không nhận được một tin trả lời, nên đành phải vừa đánh vừa tìm. Ba người bọn Hồng Quân không tách rời khỏi nhau, chỉ tìm và giao tranh với đám hoàng nhãn cương thi, nhưng không hạ sát chiêu, từ từ di chuyển theo các hướng khác nhau. 3 tháng sau, ba người đã di chuyển đến trung tâm của chiến trường và cuối cùng cũng tìm được Tôn Ngộ Không. Lúc đó Tôn Ngộ Không đang đánh nhau với một tên hồng nhãn cương thi. Kim sắc côn ảnh lấp lóe trong hư không, không ngừng truy kích một thân ảnh đang cực tốc bay về phía sau. Tốc độ của thân ảnh này rất nhanh, đến cả bọn Hồng Quân cũng không thể nhìn rõ. Nhanh thật đấy. Phượng Hy kinh ngạc nói, thân là phi cầm nhất tộc siêu cấp thần thú mà vẫn không thể nhìn ra được tốc độ của tên hồng nhãn cương thi đó, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh mờ mịt lướt qua. Côn ảnh của Tôn Ngộ Không cũng vậy, không thể nhận dạng rõ ràng được. Xung quanh chỗ Tôn Ngộ Không giao chiến cùng tên hồng nhãn cương thi kia đã không còn bóng quân ma giới hay cương thi nào. Quân ma giới ở bên này thống soái là bắt cấp ma đế Âu Dương Sở, cùng hai phó thống soái luôn chăm chú quan sát trận chiến giữa Tôn Ngộ Không và hồng nhãn cương thi. Đám cương thi bên kia, một tên cương thi mắt lấp lóe ánh tím đứng giữa hư không cũng không ngừng chăm chú biến hóa của trận chiến. Ta tiếp một chiêu kinh thiên thập bát côn của lão Tôn. Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, vô số côn ảnh một lần nữa lóe lên, chấn động cả hư không. Tất cả hư quang côn ảnh tập hợp lại một chỗ, mãnh liệt đánh lên thân thể hồng nhãn cương thi. Hồng nhãn cương thi nhanh chóng bay lui về sau. Da trên toàn thân xuất hiện màu đỏ máu, một bộ phận nhỏ trên da đã bị xé rách, nhìn thấy rõ máu tươi chảy ra. Một tiếng dã thú gầm lên, hồng nhãn cương thi cuối cùng đã biến thân lần hai, cả mặt bao trùm hoa văn lóa mắt, răng nhanh chóng phát ra khí màu trắng rồi đột nhiên biến mất. Cương thi có biết thuấn di không? Cổ bàn cho mày hướng về chỗ hồng nhãn cương thi vừa biến mất hỏi. Cương thi mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng do không có nguyên anh nên bọn chúng không thể thuấn di được. Rất nhiều quân ma giới trong lúc chiến đấu với cương thi đã lợi dụng điều này, thuấn di liên tục để chúng không thể nắm bắt được vị trí của bản thân. Không, hắn không phải thuấn di đâu, chẳng qua là do tốc độ của hắn quá nhanh khiến chúng ta không kịp nhìn thôi. Hồng Quân nét mặt ngưng trọng nói.
Vừa rồi Hồng Nhãn Cương Thi biến thân lần hai xong liền di chuyển ngay. Lúc đó Hồng Quân cũng không nhìn rõ, chỉ mơ hồ cảm nhận thấy mà thôi. Phanh phanh. Dường như để chứng minh lời nói vừa rồi của Hồng Quân, thân thể Tôn Ngộ Không đột ngột dao động kịch liệt. Vô số quyền đầu của Hồng Nhãn Cương Thi sau khi biến thân hung hãn lao đến tấn công trên lên người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mặc dù đã mượn sức đẩy của chỗ mình đang đứng, thế nhưng cũng không thể theo kịp tốc độ của Hồng Nhãn Cương Thi. Đến đây nếm thử chiêu này của lão Tôn ta, Mãn Thiên Côn Ảnh. Tôn Ngộ Không đột nhiên thuấn di rời ra xa, miệng cười hê hê. Những năm gần đây, Tôn Ngộ Không đã không ít lần đụng độ với Hồng Nhãn Cương Thi, nên tự biết tốc độ của bản thân không theo kịp Hồng Nhãn Cương Thi, đã tự sáng tạo ra một chiêu côn pháp dùng vô số côn ảnh bao trùm bảo vệ lấy toàn bộ cơ thể. Hai tay không ngừng vận động khiến côn ảnh thành một vòng tròn lớn bao quanh thân thể hắn ở bên trong. Côn ảnh cùng côn khí kết hợp khiến cho tên Hồng Nhãn Cương Thi sau khi biến thân lần thứ hai không tài nào tiếp cận được hắn. Hoàng Nhãn Cương Thi chỉ biến thân được một lần, chính là thay đổi màu mắt và răng nanh dài ra. Đây là trạng thái chiến đấu cơ bản nhất. Lam Nhãn cùng Lục Nhãn Cương Thi có hai lần biến thân, Hồng Nhãn và Tử Nhãn có ba lần biến thân. Theo truyền thuyết thì Ngân Nhãn, tức là Hoàng Giả Cương Thi, có đến 4 lần biến thân. Nhưng sự thực thì chưa được chứng minh, vì cũng chưa ai thấy qua Ngân Nhãn biến thân. Hồng Nhãn tốc độ cực nhanh, với lại công kích của Ngộ Không không lọt được qua hộ thể khí của Hồng Nhãn. Liên tục chiến đấu, huyết năng trong cơ thể của Hồng Nhãn bị tiêu hao đi nhanh chóng. Hắn hống to một tiếng, cuối cùng đã biến hình lần thứ 3. Hồng Nhãn sau khi biến hình lần thứ 3 không còn mang dáng vẻ con người nữa. Những lần biến hình đều có những thay đổi lớn. Lần biến hình này hắn đã trở thành một quái vật thực sự. Trên lưng xuất hiện hai chiếc cánh dài. Quái vật sau khi biến hình thì nhanh chóng há to miệng phun ra một hỏa cầu. Hỏa cầu tỏa ra hồng quang hướng Tôn Ngộ Không bắn tới. Ngộ Không vẫn đang chờ đợi Hồng Nhãn biến hình lần thứ 3. Hồng Nhãn biến thân lần thứ 3 sẽ không duy trì được thời gian lâu, vì mỗi lần biến thân sẽ hao tổn rất nhiều huyết năng. Khi Hồng Nhãn biến thân cũng là khi phòng ngự của hắn thấp nhất. Tôn Ngộ Không chỉ có lợi dụng cơ hội này ra tay thì mới có thể giết chết được Hồng Nhãn. Lần trước hắn giết được một Hồng Nhãn Cương Thi cũng chính là lợi dụng cơ hội này. Trong khi tên kia đang biến thân nhảy vào, tên kia ô ai tai một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Hồng Nhãn Cương Thi biến lại phía sau Ngộ Không, hai người không đối mặt mà hỏa cầu lại lợi hại như vậy, nên Ngộ Không cũng đã từng biết. Lần trước hắn ngạnh tiếp một lần mà phải nằm mất nửa năm, lần này đâu có dại mà nằm thêm một nửa năm nữa. Hỏa cầu còn chưa tới bên người, Ngộ Không đã nhanh chóng thuấn di rời đi, cũng tiến tới phía sau hắn, không ngừng vung côn làm cho hắn rối loạn. Cương thi này biến thành cái loại gì vậy? Phượng Hy miệng há hốc kêu to. Phi tẩu nhất thú, thú tẩu nhất tộc, yêu thú cũng không có cường mãnh như gã quái vật này. Phượng Hy từ trước tới giờ chưa từng thấy qua một gã quái vật nào khủng khiếp đến như vậy. Ai biết được, cương thi này căn bản đã là một sinh vật kỳ quái rồi. Hồng Quân cười cười nói với Phượng Hy, trong lòng cũng cười thầm Tôn Ngộ Không, vì hắn đã nhìn ra côn pháp của Ngộ Không. Đối phó với nhiều lần biến thân của cương thi, Ngộ Không đã biết dùng biện pháp tốt nhất, dùng tinh chứ không phải số lượng công kích. Không quá mấy canh giờ, Hồng Nhãn Cương Thi chịu không nổi, đã phải ngừng trạng thái biến thân, nhanh chóng hồi lại nhân hình, ngay cả trạng thái chiến đấu cũng không biến được. Cơ hội! Ngộ Không con mắt sáng rực, đây chính là lúc Cương Thi bạc nhược nhất, đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để có thể giết chết được Hồng Nhãn Cương Thi. Kinh Thiên 18 côn! Côn ảnh xuất hiện, Cương Thi vừa biến về trạng thái ban đầu, căn bản không thể né được một côn. Côn ảnh đánh xuống, Hồng Nhãn Cương Thi chỉ còn biết trơ ra chịu đòn. Bang một tiếng, một âm thanh vang rền, Ngộ Không bị cường lực phản chấn bay về phía sau hơn mấy ngàn thước. Tên Tử Nhãn Cương Thi từ trước chưa ra tay, cuối cùng cũng động thủ. Tử Nhãn vừa động thủ, ma giới thống soái xuất hiện hai người. Phó thống soái nhanh chóng thuấn di tới bên cạnh Tử Nhãn Cương Thi. Một người là bát cấp ma đế, một người là thất cấp ma đế, cũng nhanh chóng vây Tử Nhãn Cương Thi vào giữa. Tốc độ thật nhanh. Hồng Quân đột nhiên thốt lên, chưa ai kịp thấy hắn động thủ đã thấy hắn cản Kinh Thiên 18 côn của Ngộ Không. Hắn cứu Hồng Nhãn Cương Thi trong khi đang ở trong trận doanh của mình, cứu xong Hồng Nhãn lại quay trở về trận doanh, một chút thời gian cũng không mất. Chỉ một thoáng như vậy, tốc độ của hắn so với Thuấn Di còn nhanh hơn à? Cổ Bàn cũng lắc đầu than vãn. Ba vị ma đế bên phía ma giới vừa động thân thì đã thấy Tử Nhãn Cương Thi đưa Hồng Nhãn Cương Thi về phía mình, tốc độ không sao có thể nói được. Ngộ Không, ta là Hồng Quân,
huynh có thể đối phó với Tử Nhãn Cương Thi được, trước tiên hãy lùi về. Nhân cơ hội này, Hồng Quân nhanh chóng truyền âm cho Ngộ Không. Tiểu Quân, Tiểu Ban, các ngươi như thế nào mà lại ở đây vậy? Cho tới bây giờ, Ngộ Không mới phát hiện ra bọn Hồng Quân cũng đang ở đây. Tử Nhãn Cương Thi đã có thông soái chặn lại, hắn ở lại cũng chỉ là phí tâm mà thôi. Cũng vì lo lắng cho tên hầu tử nhà ngươi gây chuyện đấy. Phượng Hy hừ lạnh nói. Ngươi, cái con nhà đầu này, nếu không phải ngươi là nữ nhi, ta một bổng đập cho ngươi thành bánh thịt bây giờ. Ngộ Không giơ bổng lên ra điều định đánh. Tốt lắm, các ngươi hai người không nói với nhau nổi hai ba câu, còn không biết đây là chỗ nào mà cãi nhau sao? Cổ Bàn vội vàng ngăn cản hai người. Hai người rốt cuộc cũng đi xuống. Cuối cùng thì thân phận của bốn người cũng đã bị bại lộ. Xem đi, Tử Nhãn Cương Thi chiến đấu, Ngộ Không ngươi phải quan sát cẩn thận, đặc biệt là tốc độ của bọn chúng. Ngộ Không ngươi không nắm chắc được thì tuyệt đối không được cùng bọn chúng giao thủ. Tại trung tâm chiến trường, Tử Nhãn Cương Thi đang đối đầu với ba ma đế. Tốc độ của Tử Nhãn cực kỳ biến thái, Hồng Quân cũng không thể nhìn rõ được. Hồng Quân lập tức dẫn Ngộ Không bỏ đi. Tử Nhãn Cương Thi tại Cương Thi nhất tộc là một nhân vật cao cấp, nghe nói cả Cương Thi nhất tộc cũng không có mấy người. Ngộ Không thì nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ cùng Tử Nhãn Cương Thi giao chiến một trận. Tam đại ma đế có phương pháp tác chiến rất kỳ lạ, ba người chia làm ba phương hướng, mỗi người đều có một kiện võng trạng cực phẩm ma khí giống như chiếc lưới. Ở trên chiếc võng trạng này có hàng vạn chiếc kim, chiếc đinh nhỏ. Đây chính là vũ khí dành cho đối phó các cương thi cao cấp, một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì tốc độ cương thi rất nhanh nên chỉ có thể sử dụng loại võng trạng này để khắc chế tốc độ. Nhưng khắc chế được đối thủ không có nghĩa là khắc chế hoàn toàn được đối thủ. Trong ba vị ma đế, hai người là thất cấp ma đế đã bị thương nhẹ, nhưng cũng không ngăn cản được Tử Nhãn Cương Thi không biến hình lần hai. Những người ma giới đang xem chiến thực tế chỉ nhìn thấy bóng của Tử Nhãn Cương Thi mà thôi. Họ chỉ thấy tam đại ma đế rất nhanh thay đổi phương hướng, vị trí. Hắc mang không ngừng chuyển động, đó chính là từ ma khí tạo ra những tàn ảnh. Thỉnh thoảng còn thấy hắc mang bị đánh bay ra xa. Tam đại ma đế cuối cùng đem ba kiện võng trạng ma khí kết hợp lại với nhau, tạm thời vây công thành công Tử Nhãn Cương Thi vào bên trong. Bọn họ hiểu rằng trạng thái khi Tử Nhãn Cương Thi biến thân lần hai phải tiêu diệt bằng được hoặc khiến hắn trọng thương. Nếu hắn trốn thoát được ra ngoài, muốn vây lại là phi thường khó khăn. Một tiếng thú giống kinh khủng vang lên. Rốt cuộc Tử Nhãn Cương Thi đã bước vào trạng thái biến thân lần hai. Không giống với Hồng Nhãn Cương Thi biến thân, trên mặt Tử Nhãn Cương Thi xuất hiện rất nhiều hoa văn màu tím. Hơn nữa con mắt còn phát ra tử quang chói mắt. Bạo! Âu Dương Phạm giống to một tiếng. Tam đại ma đế đồng thời thúc giục ma lực, ba kiện cực phẩm ma khí nổ mạnh tất cả các ma khí trên các tiểu hắc mang, đồng thời hướng Tử Nhãn bay tới. Tiếng nổ qua đi, tam đại ma đế cấp tốc lui về phía sau, thúc giục ma lực dẫn bạo cực phẩm ma khí. Đây chính là phương pháp đối phó với Tử Nhãn Cương Thi. Ba kiện ma khí đồng thời tự bạo, nếu không làm cho Tử Nhãn Cương Thi chết thì cũng làm cho hắn trọng thương. Một khi một cao cấp cương thi trọng thương thì khả năng hồi phục lại là cực kỳ chậm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.